Bây giờ là cái câu chuyện của em thấy buồn quá. Bây giờ thật ra chị không có muốn cái show hình của chị cho lắm, nhưng mà thôi chị muốn đổi cái không khí cho nó sôi động xí. Thật tò mò lắm. Chị đang tò mò lắm đi. Mới đầu 20 là đúng 20 luôn. Như này. Phong cách chị làm ca sĩ lúc đó chưa? À, thật ra thì lúc này thì mình chỉ là thực tập sinh thôi. Thì mọi người biết không, mới lớn, con gái mới lớn thì muốn làm điều gì? Muốn làm người lớn, hiểu không? Mình muốn thể hiện là tôi lớn rồi, cho nên cứ ăn mặc sexy rồi cái gì mà lố lăng là mình đeo hết, rồi tóc tai cái gì lố lăng nhất là mình làm hết, xong mình tỏ về là tôi lớn rồi đó, đừng có coi thường tôi nha, kiểu như vậy. Và thời này thật sự là em ăn chơi rất nhiều. Em nhưng mà em có một cái quy luật của em: không chơi thuốc lá, không uống rượu bia, và không có chơi cái gì mà không hợp pháp. Và lâu lâu em đi club chơi thì ba mẹ em đâu biết là em mặc đồ như vậy đâu. Em phải hả mượn đồ của bạn em rồi mang giày trong đó rồi khoác ra ngoài. Sau đó thì mình ban đêm là tới make up, xong rồi thì mặc đồ diễn vô, xong ra trong cái quán bar đó phục vụ á. Thì người ta: chị ơi, anh kia nói là thích chị cho nên có thể là chị ra ngoài nói chuyện với anh xí được không? Kêu thằng đó tới đây, tao không có đi. Ủa? Tôi đâu phải là sản phẩm gì đâu mà kêu tôi ra ngoài đó chào nó. Nó thích tôi thì kêu nó tới đây chào tôi đi. Em nhá, em rất ghét kiểu như là trọng nam khinh nữ. Em luôn luôn nói là nam với nữ là giống nhau, không khác gì hết trơn. Xong phán. Em mạnh mẽ và em không thích trai nào mà coi thường phụ nữ và công kích phụ nữ, là em là người đứng ra bảo vệ luôn, trong khi đó em không có liên quan gì hết. 20 tuổi mà chị được sống đúng với con người của mình, sống với đúng những cái mà chị thích. Cái thú vị là người ta cái khát vọng được sống nó là mình này, được sống công bằng với mọi người này, hết mình này. Nhưng mà cái may mắn là mình biết dừng ở đâu. Mình vẫn có một cái độ rất an toàn để bảo vệ cho chính mình. Cái điều đấy mới là cái bài học quý giá mà đến đây chắc chắn là mọi người đấy. Mới có hai trường hợp thôi nhưng mà chị Khanh là chị Khanh học được rất nhiều. Trời ơi, chị đang rất là hồi hộp muốn cái hộp quà của Ngân nó như thế nào. Cái này có trong sáng những cái hình ảnh của Ngân trong chương trình không? Em thế nào? Dạ không, em thì chắc là em tuy là em còn nhỏ nhưng mà em là một người rất là đề cao những cái giá trị tình cảm gia đình. Nhiều chưa? Trong trẻo quá. Năm em khoảng 11, 12 tuổi. Wow. Đây là bức hình mà hồi xưa em đưa chị hai của em ra phi trường. Thì lúc mà đưa ra thì vui lắm, nhưng mà trong đầu lúc nào cũng muốn thôi chị ơi ở lại với em đi. Tại vì nhà lúc đó có hai chị em thôi, cũng lâu lắm rồi chị hai em không có quay về. Cũng là đã bao nhiêu lâu rồi hai chị em không được gặp? Chắc cũng khoảng hơn 10 năm rồi. Hồi xưa là nghĩ là vì qua bên đó để chị có cuộc sống công việc ổn định hơn. Nhưng mà thật ra lúc một lần chị hai em gọi về cho em á, thì chị nói là ở bên đó chị buồn lắm, cái cảm giác mà không có ba mẹ của mình. Em nghe xong em buồn lắm. Tại em cũng không có muốn, em đâu có muốn chị em đi đâu. Tại vì ai cũng nghĩ là điều đó tốt cho chị. Mình cứ hay nghĩ là cứ để cho người gia đình của mình qua bên đó kiếm tiền về gửi cho mình rồi cuộc sống của gia đình sẽ tốt hơn, nhưng mà thật ra không phải đâu. Cái người đi mới là người chịu thiệt thòi nhất. Đúng rồi. Qua bản họ phải mở hết cuộc một trang mới, bắt đầu lại từ đầu. Có khi là hy sinh không có cả cái tuổi trẻ nữa. Tuổi trẻ mà chưa biết qua bên đó họ có bị bạo hành, bị ảnh hưởng tâm lý, bị ăn hiếp hay là bị đối xử bất công hay không nữa. Em nhìn camera xong em có thể gửi lời, vài lời cho chị gái của em không? Chị hai có nghe được những lời em nói hay không? Nhưng mà thật ra em rất hối hận khi mà không giữ chị lại. Em mong là chị em mình sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau sớm hơn. Thật sự chị hứa với em là chị sẽ là người bảo vệ gia đình, nhưng mà bây giờ là hứa đó của chị em có thể làm được rồi. Nên em chỉ muốn chị quay về với em thôi. Giờ có mấy chị em ở đây rồi. Đúng không rồi. Sao hết. Cũng là chị em này. Thay mặt cho chị hai của em. Nhưng mà chị chắc chắn rằng là chị hai của em mà xem TV mà thấy cái khoảnh khắc mà em lựa chọn á, cũng sẽ hiểu rằng là em rất là nhớ chị hai. Chẳng qua là bây giờ mình chưa có điều kiện thôi. Chị tin chắc chắn là mọi người sẽ đoàn tụ sớm.
Em hy vọng là cho dù ai chọn cuộc sống như thế nào á thì cũng phải hạnh phúc với cuộc sống đó của mình và hạnh phúc với cái lựa chọn đó. Đúng rồi. Và bây giờ thì rất là thắc mắc hộp kế bên của tôi là như thế nào. Đúng rồi, cái hộp của cái bông hoa ngoại á. Mân sinh tự nhiên từ nhỏ, em thì là công nghệ. Nhưng mà em không biết, nhưng mà không biết là cái sự trùng hợp hay sao á. Cái bức hình này của em cũng là lúc em 20 tuổi luôn nhá. 20 tuổi luôn. 20 tuổi luôn. Chị dở ra xong thì đại lại này. Trời ơi, hồi đó béo quá. Sao hồi đó em béo vậy? Em, tại sao lại có giọt nước mắt long lanh ở má đây? Thực ra mà nói thì đây là cái khoảnh khắc mà chị em chính thức đặt chân vô showbiz. Và từ đó là cuộc đời em bắt đầu thị phi này. Cái cuộc đời của em nó đứng cái ranh giới là được thương, xong lại bị ghét, xong được thương, xong lại bị ghét. Bao nhiêu năm trời trong nghề là ngần đấy năm mình cứ ở giữa cái làn sóng đó. Cái giọt nước mắt mà chị Khanh hỏi đây là cái khoảnh khắc này. Người ta đặt câu hỏi trước rất nhiều máy quay rằng em có phải là một người chuyển giới hay không. Nếu như mà em thừa nhận thì bố mẹ em, rồi họ hàng, làng xóm xung quanh sẽ biết là sự thật. Mình sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng nếu như em nói là em không phải thì mình sẽ là một cái người nói dối. Và chỉ trong có 5 giây tích tắc thôi thì cuối cùng là em quyết định là em sẽ nói thật. Em nói là đúng, em nhận như vậy. Thì mọi người nói rằng là nếu mà em nói thật thì chương trình sẽ tiếp tục cho em vô vòng trong. Và lúc sau em ra em gặp anh ấy là một cái người đạo diễn, anh tên là Nguyễn Phan Quang Bình. Anh nói rằng là thực ra ấy, cái tài năng của em ở thời điểm đấy ấy, nó cũng không có phải là xuất sắc. Nhưng 5 giây của cuộc đời đấy nếu như em nói dối thì em không xứng đáng được tiếp tục. Sau này em mới nói rằng là à, hóa ra là mình cứ chân thật với hết tất cả mọi thứ thì mình sẽ có được nhiều thứ hơn. Em nghĩ là có ẩn ý gì trong đây nè. Mình mở ra thử đi. 1, 2, 3. Trời. Xem đi, bây giờ mình kể về Ngọc chứ. Tiên Ngọc là người kêu mở đó. Trời ơi, đây là hình ảnh mà thiệt tình là lâu lắm rồi mới được nhìn thấy lại 10 năm trước của em. Phim Cảnh Đồng Bất Tận. Dạ đúng rồi, mọi người có đoán em là ai ở trong cái hình này không? Ủa sao hồi xưa em khác nhau vậy? Hồi xưa em cũng múc múc nhờ. Ôi em kinh khủng lắm, lúc này là em 52kg và hiện tại bây giờ là Ngọc chỉ có 45kg thôi. Trời ơi. Ngọc lúc này là em nhiêu tuổi? Dạ lúc này là em 20 tuổi rồi. Trời cái năm ơi. Đó chị không thể nghĩ được là trời ơi lúc đó là Ngọc 20 tuổi. Vì cô bé nhỏ con ngây thơ. Nó hơi đen đúa vì con nhà của người sông nước. Dạ đúng rồi, dưới miền Tây đó. Nhưng mà Ngọc diễn nó rất là hồn nhiên, hồn hậu. Cứ xem đến đâu và trong đầu óc của mình nghĩ là trời ơi, cô bé đáng yêu quá. Chắc chắn nếu cô bé này mà đi theo sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp, tương lai của cô ấy sẽ sáng lạn lắm đây. Và đến bây giờ thì cô ấy đã trở thành một cái biểu tượng của sự phấn đấu, sự cố gắng, sự vươn lên và thành công. Đúng từ là sáng lạ. Đóng phim này là 20 nhưng mà 2 năm sau phim mới chiếu. Ngọc bắt đầu nhận được vô vàn cái áp lực, scandal kéo tới luôn. Rất là nhiều thứ kêu em làm gái nè, rồi ba em mua giải nè. Trời ơi. Nói đủ thứ trên đời hết mà. Nhiều lúc mình không biết đó câu chuyện từ đâu xảy ra đến trong cái cuộc đời của mình. Rồi em tự hành hạ bản thân mình. Em không ăn, không uống, em bỏ hết tất cả mọi thứ luôn. Ngồi ở trong góc phòng một xó. Sau đó thì em bỏ nghề luôn, là 2 năm em không theo nghề. Mỗi lần mà nhắc tới những cái thời gian mà em trải qua trong quá khứ, em cảm thấy là nó cực kỳ ngu dại. Mà nguyên nhân từ đâu? Từ chính những cái áp lực của mọi người xung quanh gây nên cho mình. Bởi vì mình còn quá nhỏ, mình không đủ tự tin và bản lĩnh để bước trên cái con đường này. Sau đó khi mà em bắt đầu được quay trở lại nghề, đó là một cái cơ hội rất là may mắn, là từ một người Hàn Quốc. Họ lôi em trở lại với nghề và nói với em rằng ông ấy tới bây giờ là 50 tuổi
vẫn luôn chịu rất nhiều thứ. Thì em thấy là sao em ngu quá, lúc đó em chỉ mới có 24 tuổi thôi. Mà tại sao mình phải bỏ tất cả trong khi mọi thứ của mình còn quá đẹp đẽ. Em quay trở lại, em bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà em cảm thấy mọi thứ của em nó tuyệt vời vô cùng luôn. Đến ngày hôm nay, mình thay đổi hẳn cả bản thân mình. Mình vui vẻ hơn, nhiệt huyết hơn. Và em thấy cái ngu nhất trong cuộc đời em đó là sợ. Và từ khi bắt đầu em thay đổi, chữ sợ đó nó biến mất khỏi cuộc đời em và có được một Đinh Dương Lan Ngọc như ngày hôm nay. Cuộc sống bây giờ em thấy mọi người sống nhanh cực kỳ, sống vội cực kỳ. Và vội trong cả cái cách đánh giá một người khác luôn. Người ta không biết về người đó là như thế nào. Đúng, chưa mình... biết, chưa tiếp xúc và không biết con người của người ta như thế nào. Chỉ có nghe đồn người ta nói sao trên mạng, ai nói gì thì người ta tin là ờ, cô đó là như vậy, cô đó là xấu xa như vậy. Và sẵn sàng dùng ngay lập tức những cái từ ngữ rất là nặng để có thể nói về một cái con người nào đó mà không cần một giây dừng lại để suy nghĩ luôn. Đúng rồi. Mà nói một cách nhiệt tình. Đúng. Không nghĩ đến cảm xúc của người đó sẽ ra sao, người đó có bị tổn thương hay không.